ngay chợ cầu Biên Bái Bắc đây. Đây chợ trên 3 tấn luôn nha. Ở đây chỉ có đi xe này nha, xe tải là thua nha. Xe này nó đuôi ghê lắm. Mấy xe này nó bươi ghê không? Nó đường cỡ nào nó cũng đi được nha. À đây nó lắm. Giờ mình đi xe tải này mới lên mới khó nè. Đường này nói chung là trời nó dằn ổ gà là ghê lắm. Trời nắng thì xe tải đi được, trời mưa là không đi được nha. Chỉ có xe cày thôi, xe càng đi thôi. Đó, đợi mấy xe kia đi hết rồi mình mới đi được nha. Quá ghê gớm.